đi mẹ đi tán gái mà gáy nó hơi lạnh lạnh ngay chưa. Ngày xưa ấy, kiểu đang ngồi trong nhà xoay có đứa bát với bố bố vợ tương lai nhá, mà thấy kiểu đi mẹ ở ngoài đường đường xá đi rộn nhộn nhịp ấy, xong bắt đầu là cứ đoàn gánh mới đi mẹ đoàn đoàn sóc lo ló mà cầm ra nhá, bắt đầu gáy mình chớn chớn lạnh cái nhá, là trở vờ ra ngoài là đi đái là nhìn thấy gọi là bóng nhìn người nó nhiều ấy cái nhá, là y rằng là bố mình cởi quần ra ngay, cởi hết quần áo ra, cởi chân vào con đùi, đạp quả mini, hát bài cuộc đời vẫn đẹp sao. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Đi qua nó cứ tưởng là người nàng thôi, nó đéo đánh, thấy chưa? Chứ bố nào mà sơ vin bồng cốt vào đi quả mini Nhật đấy nhá. Xong bắt đầu đi mày à mày trông có vẻ nghiêm túc lắm nhá. Ôi giời nó bắt xuống 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 cống nó mò đi, bố mày có ốc nào là ốc đực, ốc nào là ốc cái, mò từng con một luôn. Thế là mình phải khôn nhá. Chớm thấy sự gáy bắt đầu nặng nặng cái là bố mày hả cũng là vấn đề sao ngay nhá.